Chào mừng quý vị quay trở lại với Alo Mi Thiều phát định kỳ vào 10:30 sáng chủ nhật hàng tuần. Tuần 2 của mỗi tháng là chuyên mục hỏi chất đáp hay. Tuần thứ 3 chúng ta sẽ đến với chuyên mục đường ra rảo bước. Tuần thứ 4 là chuyên mục biến sách thành bạn hiền. Hẹn gặp lại quý vị vào tuần 2, 3 và 4 của mỗi tháng. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với Alo Mi Thiều. Với hạng mục đường ta rảo bước. Và khách mời của chúng ta ngày hôm nay là một bạn rất là quen thuộc luôn, nhưng mà chỉ quen cái tên thôi, chứ mặt mũi thì chắc chắn là quý vị cũng không có quen là mấy đâu. Thì chắc là cô My mời ở chỗ bé ba, con sẽ giới thiệu một chút xíu về mình cho mọi người được biết ha. Cảm ơn cô My đã mời con vô tới với đường ta rảo bước. Thì con à, mọi người ha, mình tên là bé ba, mình là học viên của trung tâm Chí Dũng cũng gần năm rồi, nhưng mà chắc mọi người chưa được gặp mặt mình đó, tại vì mình để avatar là bộ xương như là mình xóa hết hình chỉnh Facebook chứ tất cả kênh khác rồi. Thì đây là lần đầu tiên mà mình xuất hiện trước công chúng, thì mong sẽ mang lại được nhiều lợi ích cho mọi người trong cái buổi trò chuyện ngày hôm nay. À, tôi có một cái sự may mắn, đó là thường á, là tôi mời những cái người mà ít xuất hiện như vậy đó thì người ta cũng đồng ý. Cho nên là tới bây giờ luôn tôi vẫn thấy là tôi có cái sự may mắn đó. Thì cũng giống như những cái số về đường ta rảo bước những cái lần trước, thì mình sẽ đi vào mình trò chuyện với nhau về cái hành trình của cái nhân vật chính, khách mời của mình. Đã có những cái thay đổi gì trong cái thời gian qua. Thì cái câu hỏi đầu tiên mà cô My muốn dành cho bé ba đó là: do đâu mà con lại biết đến môi trường của trung tâm Chí Dũng? Tại vì kể từ khi mà cô biết con cho tới bây giờ á, thì có nhiều cái sự thay đổi do con tự kể và do cô để ý mà cô thấy. Thì cô My đoán cái việc mà biết đến cái môi trường của trung tâm nó cũng là một cái cột mốc rất là lớn. Cho nên là mình sẽ chia sẻ trước về cái lý do ha. Thì con trả lời thì con biết đến môi trường trung tâm lần đầu tiên là qua các buổi tọa đàm. Thì vào môi trường trung tâm lần đầu tiên á, cái điều bất ngờ đầu tiên với con là vô cái thầy kêu: ủa bữa nay có bạn mới hả với ba hả, đặt câu hỏi đi. Biết gì không, ủa đặt câu hỏi gì, chưa nói gì hết mà thì muốn hỏi gì hỏi à, hỏi gì cũng được hết trơn. Mà thật sự là lúc đó thì con có rất là nhiều vấn đề, tại vì lúc đó con cảm thấy rất là mệt mỏi trong công việc, và con cảm như là con mất đi động lực sống, con không biết là con sống gì, cái gì con quên luôn mục đích cuộc đời của con là cái gì luôn. Cái cảm giác như vậy đó thì con mới thấy là ý thức được là bản thân mình kiểu như là tất cả những cái gì kinh nghiệm rồi kiến thức của mình từ trước tới giờ không có xử lý được vấn đề hiện tại của mình. Thì trong cái lúc này thì mình nên đi tìm thêm một cái gì đó, một cái chất liệu mới đi, thì mình mới có thể áp dụng mình xử lý những cái vấn đề này, nếu không là mình sẽ đuối giữa dòng sông luôn. Cho nên bây giờ cái lúc đó thì con đi học ở tọa đàm, nghe những buổi tọa đàm, cái sau đó thì có các bạn tương tác với con, mời con đi tham gia những cái lớp bổ trợ. Thì cũng rất là cảm ơn các bạn, con nhớ lúc đó hình như là Tài Lộc tương tác với con, mời con đi tham gia mấy lớp bổ trợ. Thì đến tham gia được lớp bổ trợ thì có thời gian đặt nhiều câu hỏi hơn cho thầy. Lúc đó có rất nhiều vấn đề để hỏi cô, tại vì lúc đó mình đang bối rối trong cuộc sống mà, nên hỏi quá trời hỏi luôn. Mà được cái là hỏi cái gì cũng được trả lời được hết, và còn có thể đem câu trả lời đó về áp dụng được, nên gỡ gói được kiểu như là bị được soi dịu tâm lý ngay tại thời điểm đó, cái lấy lại bình tĩnh rồi tiếp thu thêm kiến thức mới, rồi sau đó mới ứng dụng vào cuộc sống. Thì bây giờ tình hình đã rất là khá hơn rồi. Rất là mừng khi mà nghe được cái câu kết cuối đó là khá hơn ha. Chứ thợ chứ mà nghe là con mà càng hỏi cái nó lòi ra tùm lum luôn, bây giờ nó tày quầy luôn, cô là bên đây cô xỉu luôn á. Ok, vậy thì mình sẽ đến với một cái cột mốc nữa, đó là cái chuyện mà bé ba chính thức học các cái lớp tài năng. Cô nghĩ đây cũng là một cái dấu mốc vàng son,
Tại vì biết đến trung tâm thì có rất nhiều những cái cơ hội nó khác nhau. Có người thì đi vào cái buổi tọa đàm rất là mở. Có người thì tiếp tục học các cái lớp bổ trợ về bốn trụ cột tri thức. Có người thì chỉ đến để tham gia các cái câu lạc bộ thôi. Nhiều cái cơ hội nó khác nhau lắm. Nhưng mà bé ba là một trong những cái số ít người nán lại ở lớp tài năng. Vậy thì cái lý do gì? Cái lý do gì? Hả? Là lúc con được mời tham gia lớp tài năng, con cũng thấy kiểu như lúc đó mời nghe cái tên lớp là tài năng, không biết cái lớp đó học những cái gì gọi là cái tên nghe đặc biệt ghê. Tại vì hình như là lúc đó cái khái niệm của con về cái chữ tài năng nó cũng không có được chuẩn á, không có được chính xác, kiểu như thấy cái đó là cái gì khoe khoang, cái gì phải có đặc biệt lắm kìa mới được vô cái lớp đó. Thì đi học nghĩ là cái lớp đó sẽ có những cái gì đó, những cái chất liệu đặc biệt gì đó mà có thể giúp được mình. Thì học phí đó với con lúc đó thực sự cũng con cũng phân vân, tại vì con cần phải lo rất là nhiều cái thứ khác nữa. Thì nhưng mà trung tâm kiểu như tạo rất là nhiều được tạo điều kiện ưu nhất để cho học viên đi học mà, cho nên về chuyện học phí thì cứ nói là chia cái đóng cũng được. Cái con nói kiểu như là bỏ qua cơ hội này, không biết mình còn cơ hội nào khác không, liệu trong đó chắc chắn trong đó hình như là có cái gì đó đó, mình vô đó mình coi được, mình khám phá kho tàng bí ẩn trong đó. Thì vào lớp tài năng là lúc đầu vào học thì kiểu như học tài tử, học theo kiểu cái từ thường nói là tài tử đó. Vô ngồi nghe thầy kể thôi à. Và cái mà cái chất liệu đầu tiên mà con có được nhiều nhất hơn đó, là từ lượng giá. Vì từ cái lượng giá, từ khi mà nghe được câu chuyện của các bạn nè, rồi nghe được cách giải quyết vấn đề của các bạn, cái mình rút kinh nghiệm cho bản thân mình, thì đó là lượng giá là bài học. Nói đúng hơn với con là tài năng, ở tài năng á thì lượng giá là bài học đầu tiên đó với con, là cái nơi mà cô cung cấp chất liệu đầu tiên cho con. Rồi sau đó con mới rút ra được những cái chất liệu ở trong những cái bài học tài năng của thầy, con mới tập trung hơn vào những cái bài học mỗi ngày của thầy đó. Thì tuy nhiên mà học kiểu như là học tài tử mà học không có ghi nhận luôn á, không có ghi bài luôn ngồi thú thú thật với thầy, cho là nhận tội lỗi với thầy là lúc đó học không ghi bài, cho nên chỉ nghe thôi, nghe vớt được cái gì thì vớt, lụm được cái gì thì lụm về ứng dụng được. Và con cái điều mà gì mà con đã nghe được mà con thấy con đem về con ứng dụng con sẽ được thì con sẽ nhớ hoài luôn. Ví dụ như cái phương pháp dừng lại hít thở mỉm cười đó con thấy là hiệu quả, thì có thể giúp cho mình ngay tại thời điểm đó, ít nhất là mình sẽ không có gây ra hậu quả gì mà sau này mình phải hối hận đó. Rồi còn nhiều bài khác nữa, nhưng mà mình học kiểu tài tử mà mình đâu có nhớ rõ đâu. Tới hồi thi á, cái đầu thì thầy cho một cái câu hỏi cái đề thi là mình thấy nhột liền luôn. Như ôi trời ơi, sao thầy biết vậy? Mình biết là mình đang kiểu như mù mờ trên đường, không có biết được kiểu như là con đang cần đi tới một nơi đó, con biết cái tên nơi đó nhưng mà con không biết bản đồ, không biết con đường, rồi con cứ đi lang thang gì đó. Thì vấn đề của con là tại lúc đó là vậy. Nhưng mà thực sự là khi thi tài năng thì con thấy là con vẫn chưa giải quyết được vấn đề đó, cho nên con học lại tới một nhưng mà con vẫn được lên lớp thứ hai nha. Mình chỉ là dự tính bắt buộc thôi. Đó thì đó là những cái mà con nhận được, cái cảm xúc ban đầu từ cái lúc ban đầu cho đến hết kết thúc khóa T1 của con á. Có một cái chi tiết á, mà không biết là con có nghe nhiều bạn bình luận không. Nhưng mà từ phía của cô My á, thì cô My được biết cũng nghe ngóng mà không. Thì khi mà những cái bạn khác nghĩ về cái lý do khiến cho bé ba gắn bó với cái môi trường này á, là tại vì con rất là kính, rất là nể, rất là quý thầy. Và chỉ suy nghĩ một cái lý do chắc bé ba này sống tình cảm, cho nên là nán, là cố gắng nán lại để mà học cho đến bây giờ là chỉ vì cái lý do đó thôi. Nhưng mà bản thân của cô My nghĩ á, nó có nhiều cái lý do hơn thế nữa.
và nhất là những cái lý do về mặt duy lý nè, về mặt duy nghiệm nè, và cả cho chính con và cho những cái người xung quanh con nữa. À, thì có phải thiệt vậy không hay là giống như bao nhiêu người khác nghĩ là chỉ có cảm thôi? Sự để mà con ở lại trung tâm á là có rất là nhiều lý do chứ không phải là chỉ là vì con kính nể thầy đâu. Thật sự đối với cảm là con rất là biết ơn thầy, rất là biết ơn tại vì thầy nhẫn nại, kham nhẫn với một quá người quá nhiều vấn đề như con. Cô biết không, tại mỗi lần thầy giảng mà thấy có cái bệnh gì con đều la lên thầy con có bệnh đó đó. Gặp người ta chắc người ta sợ người ta bỏ chạy rồi. Nhưng mà không, thầy dạy con có bệnh đó thì từ từ thầy hướng dẫn cho, thầy sửa cho. Kiểu như con biết là thầy là người rất là người kiểu như rất là logic đó, nhưng mà mình sao mình ghi cái vấn đề trong sổ đồng hành hay cái gì đó thì mình ghi một nùi vậy đó, nhưng mà thầy vẫn kiên nhẫn thầy đọc rồi thầy giải quyết từng cái cho mình đó, thì rất là biết ơn. Biết ơn thì ở lại trung tâm thì kiểu như là ăn ná, biết ơn rồi trả ơn, chưa tìm được cơ hội trả ơn thì bây giờ làm từ từ. Còn còn về duy nghiệm á, thì trải nghiệm môi trường thân tiến ở trung tâm á, thực sự là môi trường không có ở nơi đâu khác. Đây là môi trường đặc biệt mà các bạn đã được tạo một cái nền tảng á, là có cả tài lẫn đức, tức là có đủ bốn nền, có bộ như là thầy đã tạo ra, thầy đã sắp xếp ngay từ đầu cho các bạn á, vô các vị trí là sẽ gây dựng các bạn kể cả từ tư tưởng, tri thức, đạo đức, kỹ năng là phải dung bồi hết chứ thầy không có bỏ mảng nào á. Cho nên mà khi mà con tiếp xúc với bạn, con thấy là dù mấy bạn có những cái vấn đề nhỏ 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 trong cuộc sống á, nhưng mà khi mà mấy bạn giải quyết á thì mấy bạn sẽ giải quyết kiểu như là nó không phải là nghiêng về một phía. Con đi làm ở ngoài á thì tất nhiên có trong môi trường á, ở trong môi trường đi làm của con á thì giải quyết công việc cũng rất là nhiều, thì nó cũng có những cái kinh nghiệm, những cái tình cảm, nhưng mà con thấy nó không có thật. Nhưng mà trong môi trường này thì nó vừa có tình thương nè, vừa dạy cho bạn cái tri thức để giải quyết vấn đề nè, vừa tạo cho bạn nền tảng tư tưởng để bạn đi tiếp đến tương lai, đến mục đích của cuộc đời của bạn. Còn về di lý á, thì thực sự á, là bản thân con còn thấy là con không không thể con không đủ khả năng để tự thiết lập một cái hệ thống cho mình để mình đi học, để mình tiếp thu hết bốn nền tảng tri thức. Thì ở đây người ta gây dựng sẵn, người ta chỉ sẵn, người ta kiểu như dọn sẵn cơm mời ăn rồi mà còn chưa chịu ăn ăn cái bàn không mà đó, từ từ mới chịu ăn cơm rồi. Cái với lại con cũng cảm thấy là một mình con thì nếu mà con học một mình với cái biển gần mà kiến thức thì con không biết bơi sao hết trơn, con còn phải kéo thêm những cái người thân, người thương, người ơn của con nữa, rồi con làm sao hướng dẫn họ. Thì với lại con một mình con đối diện với người thân của con á, con kéo họ chắc họ kéo con đi luôn á. Cho nên con nghĩ là thôi 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 đem họ về với thầy đi. Bây giờ mỗi lần ai ai gặp con cái con nghĩ cách nào dắt họ về trung tâm đây, đem họ vô cái môi trường này đó, vậy nó mới ok chứ. Mình ơn mình sức mình coi chừng người ta kéo mình đi đó, mình phải kìm lại nghe, mình phải cẩn thận nhé. Đó đó là rất là nhiều lý do theo ba hướng di cảm, di lý, di nghiệm mà con ở đây chứ không phải là chỉ một hướng là chỉ con kính trọng thầy di cảm thôi. Là cảm ơn con. Tại vì nếu như mà ai có tự học, tự sửa đổi mình theo những cái chiều hướng nó tốt đẹp hơn, rồi xa lìa những cái điều nó chưa có tốt á, từng ngày túc tắc mà tích lũy như vậy á, thì mới hiểu là nó rất là khó và nó cần cái độ bền, và cả cần những cái người xung quanh của mình mà cùng làm cái chuyện đó để mà cho mình có thêm cái khí thế nữa. Thì cô My có thể hiểu được cái chuyện là khi mà mình gặp một cái người nào đó có cái tiềm năng là để thay đổi, để học hỏi, là mình nghĩ ngay đến cái chuyện trời ơi giờ mà vô trung tâm không học cái này cái kia đồ, gặp người này người kia chắc khoái lắm, kiểu kiểu vậy. Ok.
Vậy thì bây giờ để cho bé ba nhìn lại một chút xíu từ những cái ngày đầu tiên con biết đến trung tâm cho đến bây giờ. Thì đối với con cái điều gì nó là thú vị nhất? Con hỏi là một xíu là điều thú vị nhất ở chung con suy nghĩ về trung tâm hay là điều thú vị nhất khi mà con thấy bản thân con thay đổi. Tức là trong cái quá trình gắn bó đó đó ha, thì đối với con là cái điều gì nó thú vị nhất? Và cái thú vị đó nó có thể nằm ở tất cả mọi thứ luôn, chứ nó không có bó buộc vô một cái chỗ nào hết. Thì trước tiên á, là điều đầu tiên mà con thấy là con thay đổi lớn nhất á, là con bớt kỳ thị người ta hơn, con bớt định kiến hơn, kiểu như hồi hồi xưa là con nhìn ai con cũng thấy xấu. Nhìn kiểu như nhìn vô cái điểm xấu của người ta trước tiên không mà, rồi cái nhìn thấy xấu quá rồi thấy gớm quá rồi bỏ đi chứ không có dám lại gần, cái chơi mình ớn đi mình ớn cái sống cô độc. Còn khi từ khi mà về trung tâm á thì cởi mở hơn, kiểu như nhìn có cái góc nhìn thoáng hơn á, nhìn rộng ra thấy được cả mặt tốt mặt xấu của người ta, rồi kiểu như thấy mặt xấu thì cũng cũng không có kỳ thị, cũng không có ghét bỏ người ta nữa, mà ngược lại thấy thương người ta đó. Đó là một cái mà con cảm thấy là sự chuyển biến rất là lớn, là từ cái việc mà con chỉ muốn sống một mình trên rừng thôi à, cái con trở về con sống với loài người đó, cái điều thứ nhất. Còn cái điều mà từ ngày mà gia nhập trung tâm cho tới ngày hôm nay mà con thấy hạnh phúc thấy tuyệt vời nhất là cái việc mà con thuyết phục được chị con đi học. Trời ơi, chị con đó giờ đâu có chịu tham gia cái gì đâu, mà cái đầu kia chị học được cái lớp tâm lý như cái lớp triết học là 1.000 chết rồi, cái cuối tuần về coi á, cái về cái chị hỏi thêm không biết ta còn đi học được cái lớp nào nữa không. Trời ơi, mừng ghê luôn, mừng ghê luôn. Ôi trời ơi, muốn học lớp trung tâm đâu có thiếu đâu, học toàn là cái giờ mà chị học được không à, chưa học đi đó. Thì tạm thời chị chưa có chịu học đi học mấy cái lớp có phí, nhưng mà học cái lớp miễn phí thì cũng ok, có nhiều điều kiện tốt tiếp xúc với môi trường này nhiều hơn á, thì con nghĩ là tương lai chị sẽ giống như con thấy cuộc sống đẹp hơn, kiểu như bây giờ thấy trong cái mình thay đổi từ bên trong á, cho nên khi mà mình ở môi trường nào mình cũng thấy là an toàn an tâm, không có hoảng sợ nữa. Chứ trước đây khi mà rời khỏi cái việc làm cũ á, là con đang ở trong tình trạng rất là tiêu cực, chị có nghĩ là con sẽ không có trở lại cái môi trường đó lần nào nữa. À, thường là gì, từ trước tới nay con bỏ một cái việc nào là con sẽ không bao giờ quay đầu lại với cái việc đó. Cho nên cái lần này con quay lại trở lại công việc, con nghĩ là mình quay trở lại công việc mình sẽ cảm thấy rất là như bị quê vậy á, rất là khó khăn, kiểu dứt áo qua đi dứt khoát quá rồi bây giờ quay lại, nhưng mà không, con vô làm gì con cũng thấy bình thường, cả tuần hai con cảm thấy rất là công việc mình làm thì mình có cơ hội nào đó thăng tiến thì mình làm, còn mình không có cơ hội thì mình cứ ở lại với nội tâm của mình thôi. Thì tìm bản thân có cái niềm vui tự thân á, cho nên mình cảm thấy an yên ở mọi chỗ chứ không phải là mình phải chạy đi đến một chỗ an yên mình ở. Dũng mà có nghe tới tới cái đoạn này, thầy Dũng cũng bớt bớt lo. Tại vì đứa nào cũng đòi về gần ở bên cái trung tâm để mà ở, thầy quéo hết. Ok. Vậy thì cho đến cái thời điểm này, bản thân của con thấy là có cái sóng gió gì nhất mà con đã trải qua? Và có thể là cái sóng gió đó nó vẫn còn và mình vẫn đang tìm cách để vượt qua, hoặc là mình đã vượt qua được rồi. Sóng gió lớn nhất hả? Chắc là trong kiểu như nói chung là con mới phát hiện gần đây là do con đi hóng chuyện nhiều quá cho nên con mới bị tiêu cực. Thật ra thì trước đây á, là tại vì mình chắc chứa nhiều quá mình không có kể với ai nghe cho nên mình mới không có xả ra được những cái tiêu cực đó, nhưng mà không phải vậy, tại vì mình nhận quá nhiều mình không biết cách chuyển hóa. Thì
đó mình cứ đang ngồi làm việc nha, nhưng mà bên kia người ta nói cái gì cũng dảnh lỗ tai lên, dảnh lỗ tai lên, nói gì ta có liên quan tới mình thôi. Cái đầu đem về rồi không xử lý được, rồi cảm thấy bực bội, rồi đầu xung tiêu cực ghê đó. Thì cái đó là cái con thấy là con chưa rèn được cái khả năng mà tập trung vào cái việc mình đang làm nè. Cái chuyện cần làm phải làm, nên làm thì làm đi, đừng có quan tâm những chuyện khác. Với lại cái được con đang kham nhẫn được với bản thân, nhưng mà con chưa tinh tấn được. Trên đường đi dài thì mình cần vừa kham nhẫn vừa tinh tấn, nhưng mà con hiện tại á, như cái lười của bản thân mình á, thì con cứ cứ co kiểu như mày làm đi, mày không làm là mày không có tiến được đâu, không làm là không có tới đích được đâu. Kiểu như thuyết phục đủ đường hết rồi, nhưng mà có lúc thì thắng cái lười nha, có lúc thì làm dứt khoát lắm, còn có lúc thì cứ bị nó kéo đi vậy á, cái kéo lại, cái cứ kéo qua kéo lại. Cái cho nên con thấy là cái điều mà con đang phải vượt qua đó chính là cái sự lười biếng. Con phải tinh tấn hơn trong những cái việc mà con thấy là có cơ hội thăng tiến cho con nè, có liên quan tới mục đích cuộc đời của con nè, thì phải làm nhanh lên. Tại vì con cũng biết là thời gian nó mọi thứ xung quanh vô thường mà, đâu biết ngày mai chuyện gì đâu, lỡ rủi trung tâm nó sập rồi sao, rồi con học ở đâu, rồi những cái việc này con làm sao nữa. Thì mình phải làm lẹ lẹ đi trong những cái lúc mà mình có điều kiện này, thì mình phải tinh tấn lên. Mà cái đó là khuyên trên lý thuyết thôi, khuyên dữ lắm luôn đó. Giống như báo cáo đó kêu làm 2 3 ngày làm trước đi, mà kéo tới hôm nay đó. Thì đó, sự lười biếng chính là cái điều mà đáng sợ nhất với con hiện giờ. Vậy thì thêm một cái điều nữa, đó là con có một cái ấp ủ, con có một cái điều mong ước gì nó thiệt là lớn lao không? Hoặc là nó rất là cần thiết luôn. Để mà giờ mình cố gắng mình làm, và trong cái thời gian tới thì mình quyết chí là mình làm cho nó đạt được. Dạ thì còn có tới 3 điều lớn lao mà con muốn làm lần. Điều thứ nhất á, là con có hứa với thầy là lên T3 thì con sẽ thành lập một câu lạc bộ là Phật học ứng dụng. Tại vì lúc thầy hỏi á, thì con nói là con chưa có đủ kiến thức cơ bản, con bị lủng tùm lum mà, sao con dám nói pháp cho người ta nghe. Rồi cái điều thứ hai á, là con có nói là ở giữa tháng 8 thì con sẽ mở lớp học về giới đó. Đó nguyên nhân là tại vì hôm đó con thuyết phục được chị con nguyện giới á, thì con rất là hoan hỷ về chuyện này, và con thấy là con thuyết phục được chị con là tại vì con rất là thương chị con biết nguyện giữ giới á, nó sẽ tốt như thế nào cho chị con, cho nên con cũng muốn mang những cái điều tốt đó đến cho mọi người. Điều thứ ba là làm báo cáo, con muốn mình ít nhất là phải làm thêm được một cái báo cáo nữa, tại vì con thấy là có một cái chủ đề về lễ tang chân chánh á, để tham theo đúng chánh pháp á, là cái chủ đề này con kiểu như cái lúc mà thầy con hỏi thầy thế nào là lễ tang theo đúng chánh pháp á, thì thầy nói cần có một cái chủ đề nghiên cứu về nó, nhưng mà lúc đó thì con còn kiểu như còn phân vân, còn sợ á, sợ không dám vô. Thì bây giờ thì con nghĩ là trong hội nghị ba này con sẽ cố gắng làm cái đề tài báo cáo đó. Không, nói chung là phải cố gắng làm cho hoàn thành, chứ không thể nói là không biết tới đâu rồi tính tới đó được, là vậy đó. Mong rằng là cái đề tài báo cáo này sẽ được hoàn thành, tại vì tiếp theo là có cái lớp hỗ trợ về làm viết văn, làm báo cáo đó, thì con nghĩ là đây là cái duyên trợ rất là tốt để con hoàn thành cái bài báo cáo này. Những cái việc lớn lao đó nó có cái sự chân chánh thì sớm ngày sẽ được thành tựu ha. À, một cái câu hỏi nữa đó là cho tới bây giờ thì con khám phá ra được cái điều gì á mà nó rất là hay, mà nó rất là đặc trưng, theo kiểu bé bào, sau một cái khoảng thời gian mà mình thay đổi công việc, mình thay đổi một cái môi trường học, rồi mình được tiếp cận với những cái bạn mới, được học rất là nhiều những cái thứ mới, và mình đi sâu hơn vào trong để mình giải quyết các cái vấn đề của chính mình nữa. Thì ngoài tất cả những cái vấn đề mà ta nói chứ nó xì ra, nó lộ ra tùm lum đó không, thì chắc chắn là mình cũng sẽ lụm ra được
những cái điều gì là hay, những cái điều gì là riêng có của mình. À, vậy thì con có thể chia sẻ thêm chỗ này ha. Con thấy là chắc cái điều này không phải chỉ riêng con nhận thấy đâu. Tại vì nếu mà mọi người chú ý thì trong mỗi buổi giảng mọi người sẽ để ý là thầy sẽ lâu lâu sẽ đá cho kiểu như là hướng đối tượng, kiểu như là sẽ gãi gãi mồi á, gãi mồi cho tất cả mọi người, chứ không phải là chỉ dạy cho một người hay là chỉ dạy cái bài học đó. Sẽ kiểu như đụng trúng vấn đề của người này một chút, đụng trúng vấn đề của người kia một chút. Khi mà ngồi đó nghe thì bạn có thể nghe được cả vấn đề của bạn và nghe được vấn đề mà thầy đang nói là hướng tới đối tượng nào đó. Cái đó mới thú vị, cái việc là, tại vì con thích đi huấn luyện mà, cho nên khi mà thầy thả miếng là con phải suy nghĩ là thầy đang thả miếng cho ai vậy đó, và cái miếng này đem về mình có xài được không thì mình lụm luôn đi đó. Đó là khi mà thầy giảng thì nếu mà chú tâm thì bạn sẽ cảm thấy như vậy. Với lại có một cái là thầy nói đúng là khi mà nếu mà thực sự rất là tập trung vào cái lớp học đó sẽ cảm thấy như là thầy giảng cho mình thôi vậy, trong lớp học chỉ có thầy với mình thôi đó. À, là cái thứ hai. Còn cái thứ ba, cái điểm mà hấp dẫn như con với trung tâm là cái ngay từ ban đầu con đã cảm thấy đó chính là lượng giá ở trung tâm á, là nơi mà một người kiểu như một người xa lạ cũng được đi vô mà đem đóng vấn đề vô thì cũng có một đám người xúm lại giải quyết cái vấn đề đó cho họ đó. Rồi mà giải quyết mà không phải kiểu như giải quyết ba lo nữa, rất là giàu tình thương, người ta rất là vừa vừa có sự thương yêu vừa có sự hiểu biết ở tại nơi đó, chứ không phải là chỉ là thương yêu rồi giúp dặn thôi 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 đừng có dạy 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 rồi cho đi, không có. Là có hướng dẫn kiểu như cho đi, có kèm hướng dẫn giải quyết vấn đề sau này dạ, còn kèm vé khứ hồi lại nữa, nếu mà còn không được thì quay lại những lớp bổ trợ nào cái gì đó. Cho nên cái phần lượng giá là con thấy là cái điểm hấp dẫn nhất ở trung tâm đối với con. Còn cái việc mà lắng nghe và tiếp thu những cái miếng mà thầy thả, cái điều mà thú vị nhất đối với con. Vậy thì riêng chính nơi của con á, thì con có khám phá ra được, con có nhận ra được những cái điểm gì hay và những cái điểm gì riêng của chính mình không? Mà từ bấy lâu nay vì rất nhiều những lý do khác mà con không có nhận ra hoặc là con không có dám thừa nhận. Cái đối với chính tao con á thì con thấy là con hiểu cũng khá nhiều về bản thân á, ít nhất cũng trên 50%. Tức là thứ nhất con được cái là con sẽ không thể thành thật với mọi người 100%, nhưng mà con sẽ nói thật với bản thân con chính 100% luôn. Tức là kiểu như con có thể nói cái đó kiểu như giả bộ, như như là cô mời con thì con có thể nói từ chối, nhưng mà cái hỏi cái quay lại bản thân hỏi có thiệt tại lý do đó mới từ chối không, cái bản thân nhột liền cái bản thân không biết là giấu đi đâu được, cho nên phải quay ra đối diện với sự thật liền đó. Rồi một cái là con rất là yêu thích sự thật, gọi là thượng tôn sự thật luôn á, con rất là thích, con rất là chân thật và con rất là thích những người chân thật, đó là hiểu điều hiển nhiên rồi. Điều thứ hai á, là con có một cái khả năng là quan sát và suy tư, tại cũng vì quan sát và suy tư nhiều quá thành nhiều chuyện kiểu như nhìn nhìn một sự vật gì đó thì sẽ suy tư đến rất là nhiều vấn đề. Ví dụ như con ngồi làm việc rồi cái hôm đó chiều con đi về, cái đứng lúc đứng chờ xe con lại nhớ bữa hồi sáng hình như là làm việc cái có cái nhà có cái đám cưới á, mà cái lời nhạc của đám cưới lúc chờ xe thì nó lại vang lên, cái con nghĩ ủa, tại sao mình lúc đó tại sao mình lại nhớ tới cái lời nhạc đó trong khi mình đâu có muốn tiếp thu nó đâu, nó tại vì mình biết nó không lợi ích mà, thì tại sao mình tiếp thu thụ động. Cái lúc đó thì con nghĩ đó là do bản thân mình đã có cái gì đó trỏ ra ngoài. Nếu mà mình thực sự tập trung 100% vào cái việc mà mình làm thì chắc chắn bên ngoài hát cái gì và cái lời đó ra sao mình sẽ không nhớ. Nên thì phải quay lại chấn chỉnh bản thân mình liền, phải coi là mai mốt đừng có như vậy nữa. À, phải 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 tập trung chứ, phải phải để ý cái việc mình đang làm chứ. Thì thông thường là khi mà làm một cái việc là chắc chắn sẽ không có thể nào mà tập trung 100% được, có âm thanh gì có âm thanh rất nhẹ thôi là ngó đi rồi là phóng đi liền rồi, nó phải kéo đầu về, rồi về tập trung đây nè đó, giải quyết việc này nè đó. Đó chính là cái việc thứ hai là con thấy là khả năng tự giáo của con cũng khá là tốt, tuy là có những lúc con phải thương lượng lại với cái bản thân con, ví dụ như
Thì con lười quá đó, cái con tức quá cái con bỏ hết, nói bây giờ tao bỏ ăn luôn, mày không làm tao không ăn luôn. Kiểu là không làm báo cáo không làm gì hết thì coi như là đói luôn đó, cho mình bắt buộc mình phải đi làm. Nó nói bây giờ thương lặng lại đi, bây giờ làm miếng đi rồi ăn miếng đi chứ không là đói thiệt đó. Mình phải phải có nhiều cái cách với bản thân mình, và con thấy là con sống với bản thân mình rất là tốt. Bởi vì chắc là do ít bạn bên ngoài, thường là từ nhỏ là con chỉ quan sát người ta chơi thôi chứ con không có thích đi chơi với người ta, nhìn ở ngoài thấy cái quy luật đó như vậy đó, không có thích vô chơi, chỉ thích nhìn rồi biết được những cái trò đó thôi à. Thì đó, hai cái điểm mà con thấy là vợ con là chân thật và con biết suy tư sâu, tự giáo tốt. Cảm ơn bé ba nhiều. Con cũng sẽ có rất nhiều lần con suy nghĩ về những cái khó khăn cũng như là những cái chặng đường trong cái thời gian tới. Tại vì khi mà mình đã học lớp T, mình đã mong muốn là mình đi tìm về cái đích đến của chính mình. Và trên cái con đường đó mình cũng tự biết mình phải là cái người có cái sự cố gắng rất là nhiều. Và còn thêm biết cái cách là nhờ cái sự trợ giúp của những cái người khác nữa. Vậy thì với tất cả những cái điều kiện mà ắt hẳn là mình sẽ trải qua đó, thì con có suy nghĩ thêm về những cái lý do để trù liệu cho chính mình, hoặc là những cái cớ để mà nhỡ như mình đối diện với những cái trường hợp, những cái bối cảnh như vậy thì mình vẫn biết cách để mình vượt qua không? Tức là ngoài những cái gì mà con nhìn lại từ từ hồi nãy giờ, ngoài những cái gì mà con có biết rồi thì chuẩn bị xa hơn, thì con có suy nghĩ thêm về những cái lý do như vậy không? Và nó thì thường là nó sẽ theo cái chiều hướng nào? Con có suy nghĩ là cái lý do mà con sẽ gắn bó với cái việc học là vì mục đích cuộc đời. Thật sự là kiểu như bây giờ con làm cái gì á, kiểu như khi mà người ta tới kiếm con lúc trước á thì con sẽ né liền, con sẽ sợ liền, nhưng mà bây giờ kiểu như đã hứa đã nguyện như vậy rồi á, con thấy là không có đường nào chạy được, không làm cái chuyện đó không có làm gì được khác hết trơn á, tại vì con dẹp hết những thứ khác ngoài cuộc đời, ngoài kiểu như là khi mà suy nghĩ lại đó, con chọn lọc, con dẹp hết những, con vứt hết những thứ gì mà không có liên quan tới mục đích rồi. Thì bây giờ nếu mà bạn không có đi con đường này thì bạn không có cách nào bạn sống tiếp được chứ, tại vì mục đích của bạn là gì, nếu mà bạn bỏ cái mục đích này thì cái chết đứng kế bên bạn rồi đó. Vậy đó, cho nên bạn bắt buộc phải đi con đường này thôi, không có con đường nào khác đâu, không có cách nào khác để làm những cái việc này. Có thể là bạn đi bằng nhiều phương tiện khác nhau để đến đích, nhanh thì chậm thì tùy năng lực của bạn, nhưng mà bạn phải 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 đi mới được. Và đó là cái mà con suy nghĩ về mục đích cuộc đời, một cái nước chân con. Cái thứ hai là con cũng nghĩ đó, thì hiện giờ thì sẽ có cái gì, có những cái gì có thể cắt ngang mà kiểu như là con chơi với mà con không có lường trước được, thì có thể là do tác động ngoại cảnh, do những cái môi trường, à, ví dụ như là do sinh nghiệp hồi trước tạo nghiệp quá, biên nghiệp quật chẳng hạn đó. Đó, thật ra là rất là nhiều lúc con thấy là ngay trước mắt là cái cơ hội để mình học mình làm đó, rồi sau đó thì một cái bất thiện nghiệp nó tới, thì một cái việc bất thiện nó tới, nó hoặc một cái một là mình như là tan bè hết, không còn cái gì để đi tiếp hết. Nhưng mà không, lúc đó mình phải nêu lại cho mình một cái ý niệm là mình chỉ có cái cách này thôi. Thật sự là đó giờ con nêu lại bằng cái cách này là hồi trước đó, con đâu có biết con đường đâu, con chỉ biết đích đến thôi. Thì con nghĩ là gì nè, thì cứ đi đi, chỉ cần mình biết cái đích này thôi, mình nhớ 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 cái tên, nhớ cái nguyện của mình, nhớ cái đích đến của mình trong tâm, dù bất cứ chuyện gì xảy ra thì đó cũng là nơi mình trở về, chứ không phải là nơi nào khác hết. Chỉ kiểu như phải suy nghĩ, thứ nhất là định, kiểu như là kiên định với cái quyết định đó, càng ngày càng dung bồi cái sự kiên định đó. Thứ hai là cũng giống như thầy nói, là phải tìm cho mình cả ngàn lý do để không làm cái đó thì không làm được cái nào khác nữa chứ.
sự bây giờ nếu mà không làm những chuyện đó thì hỏi lý do ra, lý do tại sao không làm thì không có trả lời được thiệt đó, lý do tại sao không làm thì không có trả lời được, cho nên mình phải làm thôi. Còn 1.000 lý do mà để làm á thì phải ngồi suy tư ra, ngồi viết ra dữ lắm mới suy nghĩ ra được, cho nên sẽ không có trả lời hết ở đây được. Cảm ơn con rất là nhiều. À, có lẽ là cái số alo mi thiều này mà lên là sẽ nhiều người bất ngờ lắm. Tại vì thứ nhất là được nhìn mặt của bé ba nè. Rồi thứ hai là không ngờ nói chuyện vui vậy luôn á. Từ bữa giờ tưởng đâu khó không hà. Ok. Cảm ơn con rất là nhiều. Mong là tất cả những cái gì mà con đã có cái sự suy tư, con có cái sự thực hành, nó thiệt sự, nó có cái sự hữu ích, thì sẽ được phát triển hơn nữa. Và với những cái gì mà mình có cái sự ấp ủ thì cũng có đầy đủ các cái điều kiện thuận lợi để cho mình làm, và thậm chí những cái điều kiện nó không được thuận lợi lắm thì mình vẫn có cách để mình vượt qua. Cảm ơn bé ba nhiều. Hy vọng là sẽ còn gặp con ở trong Alo Mi Thiều vào những cái hạng mục khác, vào trong một cái khoảng thời gian khác. Con cảm ơn cô, con cũng mong là câu trả lời của con ngày hôm nay có thể mang lại nhiều lợi ích cho mọi người. Ok. Rồi.